Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ tới mọi người một dự án đến từ cái nền tảng của sàn MEXC. Thì để tham gia vào dự án này thì mọi người cần có cái một tài khoản ở sàn MEXC nhé, đăng ký vào KYC. Mọi người có thể KYC sau cũng được. Sau khi đăng ký xong cái tài khoản thì mọi người sẽ làm cái nhiệm vụ airdrop này. Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ airdrop thì mọi người sẽ KYC tài khoản cho mình nhé. Thì ở trên sàn MEXC nó cũng có rất nhiều những cái dự án airdrop chất lượng, nên trước sau gì thì mọi người cũng nên đăng ký và KYC cho mình một tài khoản trên sàn MEXC. Và đường link đăng ký mình cũng để dưới phần mô tả, thì mọi người đăng ký theo đường link mình để dưới phần mô tả nhé. Và sau khi có được tài khoản trên sàn MEXC thì mọi người sẽ bấm vào cái đường link airdrop để tham gia vào sự kiện này và bấm chọn start này. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ là follow MEXC trên Twitter. Ở đây mọi người bấm chọn theo dõi. Quay trở lại. Tiếp tục, mọi người sẽ đăng ký này. Rồi, ở cái phần đăng ký này thì mọi người sẽ đăng ký theo đường link dưới phần mô tả nhé. Tiếp theo mọi người sẽ join vào kênh liên kết, sau đó retweet lại bài đăng ở trong kênh liên kết này. Rồi, ở đây thì mọi người bấm chọn like và sau đó retweet lại. Mọi người có thể trích dẫn cái username của nó nhé. Chọn tweet lại, quay trở về bot. Tiếp tục mọi người sẽ join tiếp vào kênh liên kết và kênh quảng cáo ở trên YouTube của nó. Và cuối cùng thì mọi người sẽ join vào nhóm của MESC nhé. Rồi, quay trở lại xem. Ok, xem đã đăng ký hết chưa. Rồi, ok. Tiếp theo mọi người bấm chọn check. Rồi, chọn Join Airdrop. Chọn Submit này. Chọn Done này. Rồi, gửi cho nó profiling của Twitter. Mọi người copy cái đường link này. Rồi, dán vào. Sau đó thì chỉnh sửa lại username Twitter nhé. Rồi, tiếp theo là yêu cầu mọi người gửi UID của MEXC. Thì mọi người quay trở lại sàn MEXC cho mình. Rồi, sau khi đăng nhập vào tài khoản sàn MEXC, mọi người bấm vào hình đầu người ở góc trái này. Rồi, mọi người sẽ copy cái UID này nhé. Và quay trở về. Dán UID vào. Rồi, chọn Done này. Tiếp tục gửi cho nó cái đường link retweet ở trong kênh CryptoTown. Mọi người quay trở lại Twitter. Đây, thì mọi người sẽ copy cái đường link này nhé. Và quay trở về. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ bấm vào last video này để chia sẻ cái video gần nhất của nó và gửi cho nó profiling của kênh YouTube. Chọn đăng tweet này. Rồi, sau đó quay trở về trang chủ của YouTube. Mọi người sẽ bấm chọn vào avatar, chọn kênh của bạn nhé. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ copy đường dẫn đến kênh và quay trở về. Rồi, ở đây thì mọi người có thể bấm chọn vào refer link để lấy đường link chia sẻ này. Rồi tiếp theo có thể bấm vào withdraw kiểm tra cái ngày phân phối. Thì nó sẽ bắt đầu phân phối vào ngày 30 tháng 5 nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.